Vào lúc 22 giờ 30 phút tối mai, Manchester United và Manchester City sẽ bước vào trận derby đầu tiên của mùa giải tại Old Trafford. Đây là màn so tài được chú ý nhiều nhất trong tuần này. Vì thế buổi họp báo trước giờ bóng lăn cũng mang đến những thông tin cập nhật thú vị và tình hình lực lượng cũng như tâm trạng của hai đội sau lượt trận Champions League cách đây 3 ngày. Ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi đến với nội dung chính của chương trình hôm nay trên Brand of Football. Đầu tiên là phát biểu của Erik ten Hag trên MU TV. Xin chào Erik, đầu tiên ông có thể tiết lộ đội hình vào ngày mai không, khi đã có tin Wan-Bissaka trở lại? Vâng, đúng là Aaron đang tập luyện cùng chúng tôi. Đối với Casemiro, cậu ấy vẫn chạy đua để kịp ra sân trước City, nhưng thể lực chưa đạt mức tối ưu 100%. Rõ ràng là người ta đã bàn tán về Garnacho sau bài đăng trên mạng xã hội của cậu ấy trong 24 giờ qua. Ông có lo ngại rằng cầu thủ này có thể bị treo giò và bỏ lỡ các trận đấu không? Ồ, chắc chắn không phải vào thời điểm này. Chúng tôi đang nói chuyện với FA. Những gì các bạn thấy và tôi muốn xác nhận là chúng tôi ở bên nhau. Man United là một gia đình. Nếu không tin có thể xem bài đăng của Andre Onana sau đó. Hôm trước ông đã nói về sự tự tin ngày càng tăng. Vậy mức độ trong trận đấu với Man City sẽ như thế nào? Tôi nghĩ đó chắc chắn là một biện pháp. Bạn thấy đấy. Chúng tôi đã trở lại nơi mình mong muốn. Đây là một đội khó bị đánh bại và họ biết tìm ra cách để giành chiến thắng. Vì vậy, chúng tôi đang đi đúng hướng. Ông đã ở Manchester hơn một năm rồi. Mọi trận đấu đều quan trọng với United. Mọi trận đấu ông đều muốn thắng. Nhưng trận derby Manchester có gì đặc biệt trong tâm trí ông? Tôi nghĩ đây là một màn so tài vượt trên nhiều trận derby khác. Nó rất lớn vì nội bộ đó là nội bộ Manchester. Nó cũng là về bóng đá thế giới. Mọi con mắt sẽ đổ dồn vào trận đấu này trên toàn cầu. Ông nói rằng United đã trở lại nơi ông muốn, đó rõ ràng là về kết quả. Với 3 chiến thắng liên tiếp, nhưng màn trình diễn có vẻ chưa tốt vì Christian Eriksen tin rằng sự cân bằng vẫn chưa ổn định. Vì vậy, làm thế nào để ông tìm lại sự cân bằng đó? Tôi đã nói rằng United đang đi đúng hướng và vẫn còn con đường để đi. Tôi thấy những hai mặt của vấn đề, tích cực và tiêu cực. Đó có lẽ là điều mà Christian đang đề cập đến. Chúng tôi không kiểm soát bóng một cách nhất quán ở cấp độ cần thiết. Ví dụ như trận gặp Arsenal trên sân khách hay 30 phút đầu trước Bayern Munich. Tuy nhiên, United gây sức ép rất tốt và thống kê cho thấy chúng tôi giành bóng nhiều nhất Premier League kể từ đầu mùa. Nhìn chung, muốn ổn định thì bạn cần cải thiện phong độ. Có một sự thật là Erling Haaland đang ghi nhiều bàn thắng hơn toàn bộ hàng công Man United. Đó là vì họ không tận dụng cơ hội hay không tạo ra cơ hội. Họ còn thiếu điều gì để xé lưới đối thủ. Phải chăng các tiền đạo đang mắc lỗi? Ý anh là gì? Lỗi là gì? Đó là sự kết hợp tập thể, chứ không phải lỗi của riêng ai. Tôi chắc chắn chúng tôi không có thời gian để rèn luyện thực tế này. Nhưng chúng tôi đã nhận được một số chỉ dẫn và tôi tin chắc với phẩm chất từ các cầu thủ rằng họ sẽ ra sân và ghi nhiều bàn thắng hơn trong thời gian sắp tới. Onana đã có một trận đấu rất hay vào thứ ba, nhưng cậu ấy cũng có một số khoảnh khắc suy sụp kể từ khi đến United. Vậy ông cảm thấy thế nào khi cố gắng giữ vững tinh thần trong những khoảnh khắc đó? Vâng, là một huấn luyện viên, tôi sẽ đặt ra tiêu chuẩn và kỳ vọng cho cầu thủ. Nhưng vấn đề là họ phải đạt đến trình độ tương tự. Andre thực tế có những yêu cầu cao dành cho bản thân, trong khi cũng tỏ ra tự tin. Tôi nghĩ hai trận đấu vừa qua, chàng trai này chắc chắn đã tiến bộ tốt và bây giờ cầu thủ phải tiếp tục điều này. Ý tôi là Andre rất tốt, nhưng như bạn biết tại Man United, tốt thôi là chưa đủ. Và điều đó không chỉ có ý nghĩa đối với cá nhân Andre, nó có giá trị cho tất cả mọi người. Mùa trước Rashford ghi bàn quyết định hạ gục Man City, nhưng mùa này cậu ấy chỉ mới một lần xé lưới đối thủ. Vậy liệu có cần an ủi chàng trai này hay không khi mức độ tự tin của cầu thủ đang không ổn? Tôi nghĩ chúng tôi phải trao cho Marcus sự tin tưởng bằng cách cho cậu ấy chơi mọi trận đấu. Tôi có niềm tin mãnh liệt rằng chàng trai này sẽ trở lại để ghi thật nhiều bàn thắng. Mùa trước, ông đã cho thấy rằng Man United có khả năng đánh bại bất kỳ đội nào trong ngày thi đấu của mình. Nhưng còn bao xa để có được sự kiên định mà Man City đã thể hiện trong 7 năm qua để cùng nhau thách thức danh hiệu? Tại thời điểm này, chúng tôi đang kém họ 6 điểm, vì vậy chúng tôi phải bắt kịp. Như tôi đã nói trong câu hỏi về Rashi, nhưng nó cũng liên quan đến sự hợp tác với sự di chuyển xung quanh
với sự phân phối cho cậu ấy, và vì vậy chúng tôi phải nỗ lực thực hiện điều đó trong giai đoạn hiện nay. Bây giờ là những chia sẻ của Pep Guardiola trên trang chủ mancity.com. Xin chào Pep, ông nghĩ gì trước lần trở lại sân đấu của Man United? Old Trafford luôn gây xúc cảm khi tôi ở Barcelona hay Bayern Munich và tới Anh. Đó là một nơi đặc biệt và ở đây nó đặc biệt đối với người hâm mộ của chúng tôi. Đây là một trận đấu không giống như trận chung kết FA Cup hay trận cuối cùng của mùa giải quyết định chức vô địch. City mới chỉ chơi 9 trận và còn 87 điểm để hoàn thành. Chúng ta phải tập trung cao độ. Ông có e ngại sức mạnh của Man United trên sân nhà không? United luôn như vậy. Không quan trọng người quản lý là ai, họ luôn là một đối thủ khó nhằn. Phẩm chất của những cá nhân họ có, sân vận động hào hùng, cá tính văn hóa, động lực derby. Họ có thể ghi bàn bất cứ lúc nào. Chúng tôi biết chất lượng của họ, luôn luôn như vậy và sẽ luôn luôn như vậy. Ông nghĩ gì về thủ môn Andre Onana? Cậu ấy là một cầu thủ đặc biệt và bây giờ là tại Man United. Ai cũng cần thời gian để hòa nhập, không chỉ là quản lý mà còn là cầu thủ hay các nhân viên. Tất cả chúng ta đều cần thời gian. Đôi khi có người hòa nhập nhanh hơn, nhưng tôi đánh giá cao Onana. Ông đánh giá thế nào về cuộc đua danh hiệu ở mùa giải năm nay? Còn quá sớm để nói về việc giành danh hiệu vào thời điểm này. Tất cả các đội đều ở đó và các đội đứng sau cũng có thể ở đó. Khi bạn chỉ chơi 9 trận, nhiều điều sẽ xảy ra. Trong quá khứ, City từng bị dẫn trước một vài điểm trong tháng 2 và tháng 3 và sau đó chúng tôi vẫn giành chiến thắng. Tôi muốn xem tâm lý của toàn đội thế nào tại Old Trafford. Chúng tôi đã thắng rất nhiều. Vấn đề không phải là nếu chúng tôi thắng bây giờ thì điều gì sẽ xảy ra. Tôi muốn thấy tâm lý đúng đắn nơi các cầu thủ. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.